Hello, chào cả nhà. Chắc giờ này chắc nhiều người cũng còn chưa ngủ giống em. Đang đi lượn ở ngoài đường. Sài Gòn mà. Sài Gòn thì khác, thường là hay là lượn lờ ngoài đường mà rất là lâu. Dân mà yêu thị trường thì còn lâu mới ngủ được. Đúng không anh chị? Anh chị có nghe thấy em nói không ạ? Nếu mà anh chị nghe thấy Thắng đang nói thì cho một vài like chia sẻ luôn. Hôm nay lại thích chia sẻ, lâu lắm rồi không thích anh chị chia sẻ trên các câu lạc bộ ấy. Sang chảnh hả? Dạ. Tối này thì vui này, tối là đông vui, mọi người like chia sẻ cùng nhau, nói chuyện với nhau về thị trường. Dạ. Chào Nguyễn Xuân Tuấn ạ. Nay đang lượn ở ngoài thị trường. Đang lượn ở ngoài đường. Chào bạn Nguyễn Hưng Nguyễn. Anh chị biết là em đang ngồi ở đâu không ạ? Các bạn nào nhận ra em đang ngồi ở đâu không ạ? Ok, cảm ơn Dũng Vũ ạ. Cái đã làm sao em ơi? Làm sàn à hay là tăng trần? Con này anh không quan tâm lắm, không theo. Nay có con OVC tăng trần đấy. Nay có OVC tăng trần, tăng tốt phết. Mọi người vào xem thì tiếp tục like, chia sẻ nhá. Giống như là mấy cái anh mà chuyên môn là chia sẻ cái vụ mà cái gì á. Anh chị like nhanh để cho thẻ cao nào. Nhìn mấy ông có làm thấy vui thật. Số người công nhận ở Việt Nam mình cũng đông thiệt, có người like chia sẻ này kia kinh khủng luôn, cho thẻ cào. Đây có mấy ông hay làm cái trò là cho thẻ cào đấy. Chào bạn Vi Đoàn. Vâng, chào cả nhà. FLC hả? FLC sập rồi hả anh? Thực ra thì tất cả các dự đoán đều là dự đoán thôi. Nếu mọi người muốn nói về FLC thì Thắng sẽ nói một chút về cái góc độ dự đoán FLC. Anh chị cũng muốn nghe không ạ? Sau đấy thì nói hàng không Việt Nam. CBT thì khỏi nói rồi. Doanh nghiệp này thì doanh nghiệp làm ăn tốt. Anh chị đã đầu tư thì không vấn đề gì. Trời ơi, nhiều cổ phiếu thế sao nói hết được. Hòa Bình nhá. Hòa Bình, Kinh Bắc, Công Thương. Bây giờ là tóm lại là muốn nói về cổ phiếu nào ạ? Muốn nói về FLC một chút nhé. Thế bản chất FLC chẳng có ai kéo cả đâu. Chính các anh chị, mọi người cùng nhau kéo cổ phiếu FLC lên thôi. Câu chuyện của FLC Faros thì cũng là một câu chuyện dài. Nó mang tính chất mà tâm lý hành vi nhiều hơn là góc độ phân tích. Bởi vì chả có cái đối tượng chủ thể nào có thể phân tích được cả về cơ bản lẫn như là phân tích kỹ thuật của hai cổ phiếu là Faros và cổ phiếu FLC đâu. À, phân tích thì là thua. Phân tích cơ bản thì cũng không thể phân tích được, mà phân tích kỹ thuật thì lại càng không. Vì vậy là ta phải phân tích ở đây là phân tích hành vi, phân tích cái kỳ vọng của mọi người. Bản thân thì nó chỉ là góc độ gọi là nó giống như kiểu là người ta tạo một cái thói quen thôi. Cái thói quen là cứ mua là thắng. Thì khi mà Faros tăng liên tục như vậy thì rõ ràng là cái tâm lý hành vi của con người ta thường là sẽ có một cái kỳ vọng, tức là những cái cổ phiếu liên quan, và đặc biệt là cổ phiếu liên quan mật thiết nhất đến Faros, đó là cổ phiếu FLC, đấy, nó cũng sẽ tăng những như là Faros. Chính vì điều đó nên là phải có cái tâm lý đó thì mọi người sẽ kỳ vọng và mua vào cổ phiếu FLC, chính là mua vào. Nhưng mà nó không bao giờ có thể tăng được giống Faros, bởi vì đơn giản là FLC là một cái cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch lên tới 430 triệu cổ phiếu, tức là cổ phiếu mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở bên ngoài nắm rất là nhiều. Đến câu chuyện là việc tăng giống như Faros là điều không thể, không tưởng. Trừ trường hợp là phải có 10 phiên hoặc đến 15 phiên liên tục khớp trên 40 triệu cổ phiếu. Thì có một cái nhóm mình tổ chức nào đó mua hết khoảng tầm 400 triệu cổ phiếu. 400 triệu cổ phiếu thì nó may ra nó mới lên được giống như Faros. Còn nếu không có cái câu chuyện mà nó mua để gọi là cạn cung á thì không bao giờ lên được. Thì đó là câu chuyện nó là tiềm ẩn giữa FLC và Faros.
gần như là người ta gọi là cái giải pháp này, nó gọi là một trong những cái giải pháp gọi là, nó gọi là cái gì nhỉ, gọi là Dương quên mất buổi trưa này có nói về cái giải pháp này rồi. Giải pháp này nó gọi là Dương Đông Kích Tây. Dương Đông Kích Tây nó gọi là làm cho người ta có cái thói quen là mua SRC, bởi vì thấy pha rốt nó lên, cứ thấy nó lên đều, nó lên rất là bền bỉ, lên từ 13 mà lên đến tận 100 170 rồi. Ai cũng chẳng thích, lên hơn 10 11% mà ai cũng thích. Thế nên là người ta mới nhảy vào, người ta mua SRC mà không dễ dàng ăn đâu. Có nhiều con bạc gọi là khóc, mà gọi là khóc tiếng mán á vì cái vụ LC. Đó là duy nhất về LC. Thứ hai nữa là hồi nãy có bạn nào nói về thằng Không Việt Nam, Không Việt Nam thì nó gần na ná chứ không lại gác với lại giao dịch rất là tăng, rất là cao. Sau cái đợt ESOP của gác thì gác không những không tăng mà là còn giảm, giảm mạnh là đằng khác. Nó bị ảnh hưởng rất nhiều với cái giá dầu. Thì câu chuyện là hàng không Việt Nam cũng vậy thôi. Bản chất vấn đề là giá của hàng không Việt Nam nếu mà theo định giá cơ bản thì nó gần như là không còn hấp dẫn lắm nữa. Nhưng cái câu chuyện là khi mà Techcombank bán thì nó tạo một áp lực giảm giá của hàng không Việt Nam. Sau khi Techcombank bán xong thì cái xu hướng mà cái lực cầu không đủ mạnh vào hàng không Việt Nam nên là nó không tăng được. Nhưng bản chất bắt nguồn của cả thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi ấy, anh chị phải hiểu cho rằng là trong một giai đoạn dài tại sao mà cứ chạy lòng vòng hết dòng này dòng khác, bởi vì dòng tiền thực tế là nó đang phân tán. Dòng tiền phân tán tức là không có sự tập trung, ngoài một vài cổ phiếu đặc biệt ví như Hòa Bình, Đất Xanh, thêm gần đây nữa thì thêm là Rốt, Hòa Bình, Đất Xanh và Rốt, những cổ phiếu mà được ETF kỳ vọng mua vào lớn, để có nhiều nhà đầu tư đua theo để mua rồi sau này muốn hy vọng là bán lại cho ETF. Thế nhớ các anh chị chưa biết là khối lượng nó mua cụ thể như nào thì không bán lại cho nó thì làm nào, đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba nữa là tại sao mà giá dầu nó giảm. Đâu giống như nhiều nhà đầu tư phân tích là khi mà đồng đô la mạnh lên á, là bắt đầu là khoảng tầm giữa tháng này thì là Fed sẽ tăng cái đợt tăng lãi suất đầu tiên của năm 2017, thì đồng đô la mạnh lên đồng nghĩa với việc là giá dầu sẽ giảm. Chuyện đó nó hoàn toàn tác động đến giá dầu. Mấy ngày gần đây giá dầu đang giảm từ vùng 53 đô la Mỹ một thùng, bây giờ còn có 50 đô la Mỹ một thùng thôi. Sau khi tạo đỉnh gần đây nhất của Dow Jones thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng bắt đầu có cái câu chuyện là nó cũng tạo đỉnh và không có tăng được nữa. Thì nếu nhìn toàn cục thì bản thân cái việc mà đưa ra cái nhận định của cái Tartus mà vừa gửi tới anh chị ấy, thì rõ ràng là thị trường cần cái nhịp điều chỉnh phù hợp để cho một cái nhịp tăng mới. Cái điều chỉnh này có khả năng sẽ bị tác động bởi rất nhiều những yếu tố mang tính là những cổ phiếu mà trọng số cao nó sẽ suy giảm. Hôm nay có câu chuyện của Sabico giảm mạnh gây nên những cái tâm lý hoang mang cho thị trường, cộng với việc là gas lại giảm nữa. Vinamilk tăng không đáng kể, các cổ phiếu ngân hàng không đủ lực, chưa đủ cầu để mà đẩy thị trường lên. Vì vậy nên là một đợt suy giảm là điều cần thiết trước cái kỳ cơ cấu review ETF vào thứ 6 tuần sau. Đó là điều đáng cần nên. Mấy video gần đây thì thấy số lượng người like chia sẻ nó giảm hẳn. Chắc có lẽ là do Thắng không có kêu gọi một người like chia sẻ nữa. Nhưng thực tế làm video mà có nhiều người like vui chia sẻ hay là bình luận nó vui. Nó vui hơn là ngồi nói chuyện giống như một chuyên gia, nhưng mà thực ra thì là cũng là chém gió bàn phím mà đón mỏ. Nó không vui, nó mất vui. Nên mọi người mà có xem qua video thì like, chia sẻ, bình luận cho nó vui. Anh em nói qua nói lại cho nó hay. Đúng không ạ? Đó mà cái là cái thứ mà nó là động lực để mình nói chuyện, nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn. Và hai nữa là chả biết ngành chứng khoán thế nào, chứ thấy các cái cô mà gọi là mặt đẹp mà chân dài mà ngồi mà live mà livestream phát thì nó có phải còn khoảng đâu đó khoảng tầm mấy nghìn người xem, trong khi đó mình mà live thì chưa nổi được 100 người xem. Các ngành của mình chán quá. Ok, đúng vậy. Đang ăn bóng ngô, đang ngồi chờ xem phim Loteria. Đang ngồi chờ xem phim. Chưa đến giờ. Chưa đến giờ. Nhưng cũng vui thôi. Thì mọi người nói rằng cái chuyện ảnh hưởng của Fed
là không đáng kể, nhưng thực tế là đáng kể. Không thể nói là không đáng kể được. Tại vì đồng đô la mặt mạnh lên thì với rất nhiều thứ, sẽ yếu đi. Và cái yếu đi đầu tiên đó là giá dầu. Giá dầu chắc chắn sẽ yếu đi. Và đến những câu chuyện mà ai kỳ vọng thế nào, kỳ vọng như tháng gian nhìn thấy dấu hiệu câu chuyện nó thị trường sẽ có một cái đợt suy giảm. Mà đó là một đợt suy giảm cần thiết. Một đợt suy giảm cần thiết để có một cái đợt tăng mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Vẫn là quan sát ngành ngân hàng anh chị. Nên quan sát ngành ngân hàng. Vẫn là như tháng gì dự báo kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ có một đợt tích lũy tốt để mà gia tăng mạnh. Mạnh hơn là tốt hơn, bởi vì chỉ có ngành ngân hàng mới đưa thị trường lên một trang mới được. Không có cái ngành nào có thể đưa thị trường lên một trang mới được. Những cổ phiếu mà riêng lẻ như là Faros, Hòa Bình, Đất Xanh không thể đủ sức để đưa thị trường ra một trang mới. Cách duy nhất đó là ngân hàng. Thì chờ ngân hàng nó tích lũy đủ thì nó sẽ đưa thị trường sang một trang mới. Mà có như vậy thì cũng mới mong muốn rằng là anh chị em mình mới có một cái đợt hào hứng vượt hẳn qua một cái vùng giá mới. Và cũng khả năng là đang có sự dịch chuyển, những câu chuyện là chấm dứt của cái đợt đầu cơ. Thường thì khi mà đầu cơ dừng lại thì thị trường sẽ bắt đầu suy yếu. Anh chị cứ để ý, cái đó là kinh nghiệm rồi. Giai đoạn cuối cùng cũng chính là đầu cơ, và cái sự kết thúc của đầu cơ cũng là một đợt suy yếu. Bắt đầu đây giờ mới sẽ có một cái đợt suy yếu trong vòng khoảng nhanh thì khoảng 3 tuần. À quên, nhanh thì khoảng 2 tuần. À muộn thì khoảng 3 tuần. Vậy là nó phải bắt đầu là, nếu bắt đầu là tạo một cái đáy của thị trường suy giảm, nó nằm ở khoảng tầm đâu đó 20 đến 25 tháng 3 thì nó sẽ bắt đầu vào một cái đợt tăng điểm đón chào kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017. Những doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh tốt thì sẽ tăng mạnh, tăng tốt và tích cực. Đó là nhận định về mặt thị trường. Còn về mặt cổ phiếu thì chúng ta cũng chỉ là câu chuyện chia sẻ với nhau, xem có những cái cơ hội nào mà đang quan sát, đang theo dõi thì chúng ta cùng nhau nhắc nhở nhau. Đặc biệt anh chị ít có phản hồi lắm, phản hồi về câu chuyện tập hợp dữ liệu, tập hợp các cái thông công bố của anh chị. Bởi vì kết hợp hôm nay thì nói chuyện đây thì cũng nói thêm một anh chị một câu chuyện nữa, là cái cửa cho nhà đầu tư nhỏ bắt đầu hẹp dần. Tại sao lại nói là cái cửa của nhà đầu tư nhỏ bắt đầu hẹp dần? Anh chị có đặt ra câu hỏi này không ạ? Có đấy ạ. Nó hẹp dần bởi vì các tổ chức bây giờ khôn lắm. Bên cạnh đấy nữa thì có nhiều doanh nghiệp bắt đầu tổ chức cái câu chuyện là ủy thác. Ủy thác bằng hai hình thức. Hình thức thứ nhất đó là phát hành trái phiếu, hoặc là phát hành chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ có giá trị 1 triệu đồng một chứng chỉ quỹ. Đó là cũng là hình thức ủy thác không hủy ngang và không có bảo lãnh. Còn một hình thức nữa là ủy thác có bảo lãnh và có thể hủy ngang. Một số doanh nghiệp họ đang triển khai. Thì khi mà các doanh nghiệp họ bắt đầu triển khai các cái giải pháp này thì gần như các nhà đầu tư nhỏ lẻ độc lập mà không có sự liên kết cùng nhau bắt tay lại để em làm, thì em đảm bảo với anh chị không còn cửa cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta sắp tới đây sẽ có thể phải gắn bó mật thiết với nhau hơn, gắn bó mật thiết với nhau hơn để cùng nhau kết hợp đầu tư tốt hơn đấy. Trí óc của một người thì sẽ không bằng trí óc của một cộng đồng, chắc chắn luôn. Sức lực của một người không bao giờ bằng sức lực của một cộng đồng. Nếu cộng đồng chúng ta mà cùng nhau gọi là win-win, cùng nhau hỗ trợ nhau để phát triển thì càng ngày cái việc mà chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ nhau để phân tích lên một cái bản chất nó tốt hơn rất là nhiều. Không biết câu chuyện là anh chị rồi đây á, một mình tự phân tích, một mình tự nghiên cứu, một mình tự chịu trận với thị trường là không đấu lại được. Sẽ không đấu lại được các cái nhóm mà họ liên kết với nhau chặt chẽ, sẽ không đấu lại được các cái nhóm mà họ ủy thác cho nhau, cũng không đấu lại được các cái tổ chức. Vì vậy anh chị nếu mà vẫn muốn tham gia thì phải có một giải pháp khác. Thì giải pháp của chúng ta đang làm đó là một giải pháp hoàn toàn hợp lý, mặc dù hiện tại chúng ta chưa có gắn kết về mặt lợi ích nhiều, nhưng dù gì thì cũng là có một cái liên kết chặt chẽ hơn. Nó là ở góc độ là như bọn em đang làm, nó là tư vấn độc lập. Nó độc lập với tài khoản các anh chị, độc lập với lại thị trường và mang tính chất khách quan rất là nhiều. Thì anh chị sẽ nắm đúng và trúng hơn cái tình hình thị trường. Ok, thì tối nay thì chia sẻ sơ qua về một vài ý như vậy. Ngày mai, sáng mai thì sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một vài cái ý
ý khác về mặt là gọi là thị trường chi tiết hơn. Hôm nay thì đang ngồi nói chuyện nên là nói thêm mới nói với anh chị những vấn đề như thế. Còn những cổ phiếu đáng quan sát thì ở những video trước đã có nói rồi, rõ ràng hạ tầng thì có CTI, HTI, Hút và C2. Ít người để ý đến câu chuyện đang nói về câu chuyện là phải quan sát ngành hạ tầng. Nguyên liệu thì gồm sắt thép và nhựa thì đã chấp đã xong rồi, thì bắt đầu sang bất động sản và hạ tầng. Thì bất động sản thì được mỗi đất xanh thì nó có một những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải thích với nhau hơn về cái câu chuyện đó. Còn cái câu chuyện hạ tầng thì rõ ràng là có dòng tiền rất ổn định. C2 đợt vừa rồi Thắng nói rất là rõ với anh chị rằng là dòng hạ tầng thì quan trọng nhất là C2, sau đấy đến là Taco. Có hai công ty hạ tầng lớn nữa, đó là CTI và HTI. Anh chị không để ý, sắp tới đây lại quay lại với ngân hàng để và nâng đỡ thị trường. Còn Vinamilk thì đúng là cám lợn thật, không lên được, cám lợn, quá cám lợn luôn. Cái cách mua bán của FNN thì đúng là không chịu nổi luôn. Còn nhựa Bình Minh có tích công thì tạm đợt rồi hết cái năng lực nên nó giảm. Thì cơ bản thị trường tình hình nó là như vậy thôi. Đất xanh thì không nói không khai được, đất xanh có nhiều vấn đề lắm. Anh Thắng không muốn tranh luận nhiều về vấn đề của đất xanh, nhưng mà đất xanh nó lên được là tích cực rồi. Hoặc kinh bắc thì cũng ổn thôi, nhưng mà nếu như đúng như Thắng dự báo thì khả năng nó không thể tránh khỏi cái đợt suy yếu sắp tới. Nhìn thấy thị trường có cảm giác có suy yếu lắm rồi, nhưng mà chưa suy yếu được rồi. G đợt vừa rồi tốt đấy. Ôi chào các anh chị nhá, chào cả nhà, hẹn gặp lại các anh chị vào một video khác. Gần đây thì Thắng bận lu bu quá nên lười, không có hay. ITD thì quá ngon rồi, gì nữa. Khuyến nghị mua từ vùng 21, bây giờ 28, 29 rồi, gì nữa, đúng không? Anh chị có nhớ Thắng nhắn tin cho anh chị bằng tin nhắn bằng vào điện thoại để mua ITD vùng 21, 22 không? Bây giờ 28 còn gì nữa. Có ai làm lời cho các anh chị bằng mình con ITD không? Anh FCN cũng làm lời luôn. FCN nhắn cho anh chị cũng ngon luôn. Chỉ mỗi Hòa Phát là anh chị nhanh tay một chút, Hòa Phát đợt vừa rồi bị suy giảm. C2 nhắn cho anh chị cũng rất là ngon luôn. Gần đây thì đang có nhắn cho anh chị Hút ấy, cũng tốt. Về cơ bản là nói chung là mỗi người một cái quan điểm thì giao dịch, nhưng mà nếu mà men theo những cổ phiếu thắng hướng dẫn mua bán á, thì khả năng là ăn cao. Cá ra Thắng không biết, bởi vì là những cổ phiếu anh chị giữ để anh chị nghiên cứu, chứ Thắng không nghiên cứu cổ phiếu đó. Ok, bye bye ạ.